mình thì nói là kể cả khi mày leo tới đỉnh núi rồi thì đó cũng chỉ là lưng của ngọn tiếp theo thôi. Thế nên đừng bao giờ dừng lại sự cố gắng. Mình biết là chúng mình phải luôn biết đủ, vì cứ lúc nào cũng cứ muốn hơn như thế, không bao giờ là đủ thì không hạnh phúc ấy. Nhưng mà biết đủ không có nghĩa là dừng lại, biết đủ không có nghĩa là dẫm chân tại chỗ. Đó là sống hết mình trước khi thanh xuân nghỉ ngơi, bởi vì tuổi trẻ là những đóa hoa tươi rạng ngời, chỉ rực rỡ một lần mà thôi. Rời xa dòng người nô nức, rời xa thành thị đôi chút, để ta được hòa mình với thiên nhiên và lắng nghe những câu chuyện. Còn nhiều thứ trên đời mình đi thôi trước khi thanh xuân nghỉ ngơi. Mình rất là thích một câu, đó chính là khi mà bạn dám thử thì cơ hội của bạn đó là ít nhất lớn hơn 0%. Còn nếu bạn không dám thử thì cơ hội của bạn tròn chỉnh là 0%. Vậy thì như mình nói đó, cho dù cái cơ hội đó nó có khó khăn, nó có nhiều cản trở như thế nào, nhưng ít nhất mình dám thử thì mình còn có cơ hội làm được. Còn mình không thử thì câu trả lời chắc chắn sẽ là hoàn toàn không được rồi. Các bạn... Bất cứ một cái khó khăn nào, nó sẽ đi kèm với một hạt giống thành công. Khi mà các bạn thất bại càng nhiều, cái sự thành công sau này nó đến với các bạn càng lớn. Nếu mà mọi người thấy cuộc sống này bị tiêu cực quá thì what doesn't kill you makes you stronger. Hồi đó mình ôn thi đại học thì thầy mình nói là tụi em muốn là người có quyền lựa chọn hay là người bị chọn. Muốn bị chọn ấy thì bây giờ cứ chơi bời đi. Còn nếu muốn mình có nhiều sự lựa chọn hơn ấy thì học nhiều vào, đừng có để đến lúc có kết quả đại học rồi lại hối hận. Không có ai hỏi bạn có vất vả không, nhưng luôn có người hỏi bạn kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Cuộc sống là vậy, người ta chỉ nhìn kết quả, còn mình tự gánh quá trình. Làm gì có chỗ dựa mãi mãi, bất cứ việc gì vẫn cứ phải dựa vào chính mình. Đừng trông chờ vào bất cứ ai, bởi vì khi không có ánh sáng, ngay cả bóng tối cũng rời xa bạn.
là vì thế giới này tuy đầy đủ nhưng cũng đầy rẫy những áp lực và tiêu chuẩn. Vậy nên chúng ta cũng ép mình phải trở nên hoàn hảo. Mình phải đạt điểm tối đa trong cái môn học này. Mình phải kiếm được hàng trăm triệu một tháng như những người khác. Mình phải xinh đẹp, phải thon thả, phải có một làn da láng mịn. Mình phải có được những... Dù chuyện gì không hay xảy ra, người chịu thiệt thòi nhất là con gái của mẹ, công chúa bé bỏng của bố mẹ. Mẹ sẽ bảo vệ con bằng một da. Mẹ luôn vui vẻ chiều che và ánh mắt chứa chan bao điều nhiều lo lắng. Nhớ lời mẹ dặn, dù chuyện gì không hay xảy ra, người chịu thiệt thòi nhất là con gái của mẹ, công chúa bé bỏng của bố mẹ. Khi con thơ bé, mẹ luôn vui vẻ chở che và ánh mắt chứa chan bao điều nhiều lo lắng. Tôi đã bắt gặp được thứ ánh sáng, hào quang của nó chiếu thẳng vào tôi, rung động. Tôi muốn có được nó, chỉ tiếc là sau này tôi nhận ra đó không phải là thứ ánh sáng tôi có thể chạm được, mà chỉ là thời điểm. Trên đầu không có ô nên phải chạy nhanh hơn người khác. Trước mặt không ai dắt nên nhất định phải nhìn đường thật lâu. Đằng sau không ai chống lưng nên tuyệt đối không được gục ngã. Sau này có thể mọi người sẽ quên em là ai, nhưng chính em sẽ không bao giờ quên được mình đã từng nỗ lực như thế nào. Kiếp sau thì em không biết, nhưng kiếp này á, phải cố gắng hết ga hết số nha. Chúng mình nên bình thường hóa chuyện một người muốn sống một cuộc đời bình thường. Thế giới nên tận 7 tỷ người và sẽ có nhiều kiểu cuộc đời khác nhau. Và không phải ai cũng sinh ra có đủ hào quang để trở thành một người nổi tiếng hay là để thực hiện một đam mê gì đó và để sống những cái cuộc đời rực rỡ ấy. Sẽ có những kiểu cuộc đời nó rất là bình thường, bình đạm nhưng mà họ thấy ổn với cuộc đời đó là được. Nên là mình thấy rất không thích chuyện truyền thông cứ nhồi nhét chúng mình để suy nghĩ là bạn phải có một đam mê hay là bạn phải sống với một điều gì đó thì nó mới là ý nghĩa ấy. Nếu kỳ tích không chiều cố bạn, hãy biến bản thân trở thành kỳ tích. Tớ biết, hiện tại việc học hành khiến cậu trở nên áp lực và mệt mỏi. Cậu không còn đủ sức nhìn rõ mọi thứ nữa. Thể chất, tinh thần và tương lai, mọi thứ đều mơ hồ không rõ. Thế nhưng, mỗi người chúng mình lại có một con đường riêng để đi. Và không ai có thể đi thay mình trên con đường ấy.